Thanh Vy xin được gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý vị đang lắng nghe chương trình bình luận và chia sẻ tin tức trên channel của Thanh Vy. Thưa quý vị, hôm nay với tập 745, Thanh Vy muốn gửi đến quý vị chủ đề liên quan đến thầy Quang và trò Chinh. Câu chuyện liên quan đến rất là nhiều những thành tích bất khảo của thầy và trò. Và kính thưa quý vị, để không mất thời gian của quý vị, Thanh Việt muốn giới thiệu đến quý vị tựa đề ngày hôm nay: Thầy Quang, trò Chinh, một cặp thành tích bất khảo. Trước khi bắt đầu chương trình, Thanh Việt xin được gửi lời kính chúc sức khỏe và mọi điều bình an đến với tất cả quý vị. Thanh Việt cũng gửi lời xin lỗi là giọng của Thanh Việt nó hơi bị cảm cảm, thời tiết nó thay đổi ở cái xứ xa này nha quý vị. Hy vọng rằng vài ngày nó quen rồi sẽ trở lại được bình thường. Nhưng mà khổ nổi, vài ngày quen trở lại bình thường thì lại đến lúc phải trở về với quê hương. Thì không biết tình hình sức khỏe, tuổi già, sức yếu của Thanh Việt nó đến đâu. Thì bây giờ mình cứ tùy duyên nha quý vị nha. Rồi, thưa quý vị, trong cái tập cách đây một tập đó quý vị, tức là tập 743, tập 743, Thanh Việt có giới thiệu đến quý vị một người nữ ca sĩ và diễn viên. Thành tích thì về chuyện mà biểu diễn nghệ thuật đó quý vị thì chưa nhiều nha quý vị, nhưng mà rất là nổi vì những cái vụ xì căng đăng. Cô đó có họ là Lê và có cái tên là Chinh. Quý vị cứ đi tìm hiểu. Thanh Việt gọi tạm là APT. Viết tắt của tên cô nha quý vị nhé, APT. Rồi, quý vị nào vẫn còn thắc mắc là ủa không biết sầm xí sọn APT là ai, thì quý vị có thể trở lại cái tập 743 để biết thử APT là ai. Đó. Rồi, thương tọa tiến sĩ Quang thì ai cũng biết rồi, thầy quá nổi tiếng trên mạng xã hội trong thời gian gần đây. Trước khi nói về thượng tọa đó quý vị, thì cũng như thường lệ, khi mà nói về một người tu sĩ, Thanh Việt cũng là một đệ tử nhà Phật, Thanh Việt sẽ xin là được sám hối với thầy nếu Thanh Việt nói sai điều gì. Bây giờ mình trở lại cái câu chuyện của thầy và trò. Trò ở đây tức là cô diễn viên ca sĩ APT nha quý vị. Giờ này mà quý vị đi tìm cô hát bài gì đó quý vị thì nó hơi bị khó. Lý do là một thời gian dài rồi cô không có hát nha quý vị nhé. Còn về bộ phim cũng vậy nữa. Cô này cô đóng phim từ lúc cô còn mười mấy tuổi. Nhưng mà càng về sau đó quý vị, người ta sợ. Người ta sợ không có dám mời cô nữa. Đó là cô APT. Thì phải nói rằng cả thầy và trò, cô APT là đệ tử của thượng tọa tiến sĩ Quang nha quý vị nhé. Một số quý vị cứ để lại lời bình luận rằng không biết cô là đệ tử của ai, cô thế này thế nọ, thì Thanh Việt cũng xin được nhấn mạnh cô APT nha quý vị. Trang Facebook của cô là có tích xanh đó, rõ ràng đầy đủ lắm. Quý vị nào vô trang Facebook của cô APT này thì quý vị sẽ thấy được rất là nhiều bài giới thiệu về những hoạt động, những cái bài nói chuyện của vị tiến sĩ thượng tọa Quang. Nói về hai người này thì thực ra đó quý vị, Thanh Việt chỉ có tóm tắt được hai chữ đại diện cho hai vị này. Đó là scandal thị phi thì không thiếu. Nha quý vị, scandal, xì căng đăng, thị phi đầy dẫy. Tài năng thì không nhiều, nha quý vị, nhưng mà đa tài. Có nghĩa là cái gì cũng có, cái gì cũng chút vào hết quý vị Nhưng mà tổng kết lại đó quý vị, ôi chà, không có gì, không có gì. Vì vậy, Thanh Việt kết luận rằng hai thầy trò này phải gọi là rất là tương ứng với nhau. Thầy làm sao thì trò làm vậy. Nó quá là chính xác, thưa quý vị. Tại sao? Dĩ nhiên là khi mà nói như vậy đó, thì nó phải có một cái bằng chứng nào. Đúng không quý vị? Chúng ta không thể nào kết luận lên án một con người như vậy được. Thứ nhất là đối với một người diễn viên, người mẫu, diễn viên ca sĩ nổi tiếng, cũng là người mẫu luôn nha quý vị nha, là rồi không thể nào nói xèm, nói bậy đối với một vị thượng tọa mà lại có thêm cái tiến sĩ vào nữa, thì ôi tha, ôi chà ôi, không được. Vì vậy
nói thì phải có bằng chứng. Thì thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, Thanh Việt sẽ liệt kê thầy có những cái thị phi gì, rồi cô APT, đệ tử của thầy có những thị phi gì. Rồi, nha quý vị. Thì bây giờ, tại sao mà Thanh Việt họ gọi họ là đa tài? Đây là một lời khen hay là một lời chê? Cái đó quý vị, lời khen đó quý vị. Đa tài thực sự luôn. APT đó quý vị là một diễn viên. Diễn viên từ những cái vai còn rất là sớm, như là trong phim Mùi Ngò Gai, mà nổi tiếng nhất vẫn là trong cái Người Mẹ Nhí. Quý vị nào ở nước ngoài không biết đến cái Người Mẹ Nhí thì quý vị thử hỏi ông Google, thì ông sẽ cho quý vị thấy Người Mẹ Nhí là gì. Nha quý vị, đây là một cái bộ phim mà làm cho cô rất là nổi tiếng. Đó, nha quý vị, được luôn cả cái biệt danh Người Mẹ Nhí luôn. Nhưng mà cái điểm ở đây, Thanh Việt muốn xin lưu ý quý vị đó quý vị. Đa tài, nhưng mà thay vì là chỉ có một tài đó quý vị, nó đạt được cái điểm tối đa. Còn mà nhiều tài quá đó quý vị, nó gọi là tài lẻ. Nhưng quý vị lẻ thôi, chứ nó không có được cái gì nó hoàn hảo lắm. Cái gì cũng chút xíu, tôi cũng biết, cái gì cũng biết, nhưng mà cuối cùng biết chút xíu rồi, nha quý vị. Rồi, đó là về cô ca sĩ này, cô diễn viên này. Một thời gian cô cũng có đi hát, rồi một thời gian cô xuất hiện trên thảm đỏ với cái danh nghĩa là một người mẫu, một diễn viên, một ca sĩ. Mặc đồ là cứ lóe mắt thôi nha quý vị. Nhưng mà tí nữa tôi sẽ cho quý vị thấy rằng cô người mẫu APT này, người đang gọi là bảo vệ cho thượng tọa tiến sĩ này một cách tuyệt vời nhất trong khả năng có thể của cô. Cô làm hết tất cả để bảo vệ cho vị thượng tọa này. Còn vị thượng tọa này đó quý vị, thì xin thú thật với quý vị, thượng tọa này là một tu sĩ Phật giáo. Là một tu sĩ Phật giáo. Đã từng đi tu, nha quý vị, đã từng là được thượng tọa, hòa thượng, đại lão hòa thượng Thanh Từ nhận làm đệ tử, nhưng mà chỉ có được vài tháng thôi quý vị. Đại lão hòa thượng là sợ quá vì cái vị này chuyện của mình thì chưa tỏ, nhưng mà lại tỏ cái chuyện của những người đồng môn và nói xấu. Đây là một cái điều gọi là cấm kỵ nha quý vị, cấm kỵ về cách làm người. Chuyện mình thì chưa biết, nhưng mà lại thích đâm cái này chọc cái nọ đối với chuyện người đời, thì thưa quý vị, nó là một điều thực sự không nên. Đó. Đối với một người tu sĩ, vị thượng tọa này còn có một cái bằng mà Thanh Việt phải nói cho rõ đó nha quý vị, đây là bằng tiến sĩ về luật. Tuy nhiên, quý vị thấy được cái đa tài của thầy không? Ở đa tài đây là Thanh Việt chỉ có liệt kê hai thứ thôi đó quý vị, là một tu sĩ đã có một quá trình tu học lên tới được thượng tọa. Và dĩ nhiên là trong thời gian sắp tới đây thì theo năm tháng, nhưng quý vị, thì thầy sẽ lên tới cái chức hòa thượng. Đó là chuyện bình thường. Nhưng thầy còn bảo vệ cái gì quý vị? Luận án, tiến sĩ, luật. Thầy dừng ở cái chỗ là không nói tiến sĩ gì. Một số quý vị đang cười tủm tỉm mà nói, coi chừng tiến sĩ giấy. Thưa quý vị, tiến sĩ giấy hay là tiến sĩ không giấy gì đó thì Thanh Việt chưa biết. Nhưng thầy là một tiến sĩ luật. Quý vị bắt đầu có cái sự khó chịu không? Đối với Thanh Việt đây là một sự khó chịu. Khi mà mình đề cái chữ tiến sĩ, rồi thượng tọa đó quý vị, thì làm người ta hiểu lầm. Đại đa số bà con sẽ hiểu rằng đây là một vị thầy có bằng tiến sĩ về Phật học, đúng không quý vị? Tuy nhiên không phải nha quý vị. Thầy là một thượng tọa, là một tu sĩ Phật giáo, nhưng có một cái nghề tay trái nữa, đó là thầy đi học luật. Thầy học luật, thầy lên tới tiến sĩ luật. Tiến sĩ luật thôi nha quý vị, Thanh Việt không dám nói là tiến sĩ luật trời, cái đó là danh hiệu cho người nô tỳ của chị hai. Đó. Còn đây là tiến sĩ luật. Nhưng mà thầy cũng rất là nửa nạc nửa mỡ nha quý vị, mờ mù mịt mịt vậy á, cứ thượng tọa tiến sĩ, ai muốn hiểu sao thì hiểu,
Nhưng thưa quý vị, thầy có một cái nghề tay trái, đó là tiến sĩ luật. Nha quý vị, tiến sĩ luật. Chưa phải là luật sư, chỉ là tiến sĩ luật. Tí nữa Thanh Việt sẽ nói sơ qua về những cái thành tích của thầy sâu thêm một chút nữa, để quý vị hiểu được rằng những cái thị phi nó như thế nào dính dáng đến hai con người này. Rồi, bây giờ nè, nói đâu cho xa, nói thẳng vào vấn đề luôn. Hai người này có rất là nhiều những thị phi. Tài thì ít, nhưng mà thị phi thì vô kể. Người ta biết đến thầy và trò thông qua cái thị phi. Nhớ quý vị, thông qua thị phi. Có những Phật tử, người ta đã nghe danh của vị thượng tọa này. Cái danh này đó quý vị, ngoài những cái buổi diễn thuyết, thuyết pháp, người ta còn biết đến danh của thầy qua những cái chuyện thị phi, scandal, xì căng đăng xảy ra ngay tại chùa của thầy, nơi thầy chủ trì. Mà Thái Việt đã có lần giới thiệu cho quý vị đọc qua những cái gọi là cái gì quý vị? Những cái đá đơn tố cáo, tố giác nha quý vị. Rồi, bây giờ thì tại sao mà gọi cô APT là một người dính nhiều thị phi? Thì không xa đâu chứ quý vị. Ngay trên cái tờ báo VTC News nha. Tờ báo VTC News này gọi cô là gì? Nữ hoàng thị phi. Nữ hoàng thị phi. Quý vị có chịu cái bà hàng xóm bà gọi mình là công chúa thị phi không quý vị? Thị phi là một điều không tốt đúng không quý vị? Mà công chúa của thị phi rồi vua thị phi nữa thì ôi chà ôi, không tốt một chút nào đúng không quý vị? Thì đây, cô APT này được gọi với cái danh hiệu đúng không ạ? Nữ hoàng thị phi, sở hữu vô số scandal nhiều hơn tuổi của cô. Ôi chà 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 chà, cái tờ báo này ghi như vậy là hại cô rồi, hại cô rồi. Số lượng xì căng đăng mà lại nhiều hơn tuổi thì tiêu rồi thưa quý vị. Scandal đình đám đã giúp cô nữ diễn viên nổi tiếng này, cô được mệnh danh là nữ hoàng thị phi ở showbiz Việt Nam. Ở độ tuổi 20, cô có trong tay số lượng scandal khổng lồ mà nhiều sao Việt cả đời chưa gặp phải. Thưa quý vị, cái tác giả nào cũng chơi khăm cái cô APT này với một cái dòng giới thiệu kiểu này đâu quý vị à, thì ôi không được một chút nào phải không quý vị? Nghe thì đọc cho nó rôm rã đây, nó lùng bùng cái lỗ tai đó quý vị. Nhưng mà cái nội dung đó thì ôi thôi, chỉ có nước mà thưa quý vị là ôm mặt thôi quý vị. Kỳ quá. Lại giới thiệu là mệnh danh là nữ hoàng thị phi, mà cái số thị phi scandal đó nó nhiều hơn số tuổi. Mà có khi là cả đời những ngôi sao trong giới showbiz của Việt Nam mơ ước mà cũng không có được những cái scandal của cô, đóng ngoặc mở ngoặc cái chữ mơ ước nha quý vị nhé. Đó. Thanh Việt không có gọi cô làm như vậy nha quý vị. Báo chí đã gọi và gọi rất lâu rồi. Thì tại sao vậy? Đây là quý vị. Đây nè. Cô APT là nữ hoàng thị phi của showbiz Việt Nam dù mới 16 tuổi. Khủng khiếp chưa quý vị? Thanh Việt cũng, quý vị nào mà ví dụ như là tự nhiên mà mình không nghe ở đoạn đầu mà đi vào cái đoạn chính giữa mà không may là đang đến cái đoạn này và tự nhiên bắt đầu hỏi rằng cái ông này ông xàm dễ sợ, ông đang nói về vị thượng tọa tiến sĩ quan nhà ta mà tự nhiên ông lại đâm vào cái bà APT nào, chuyện gì kỳ vậy? Thưa quý vị, Thanh Việt xin được lặp lại, là tiến sĩ thượng tọa quan là thầy và đệ tử trò của thầy là cô nữ diễn viên đầy thị phi, nữ hoàng thị phi APT. Nhớ quý vị nha. Rồi xong rồi nha quý vị. Rồi bây giờ chúng ta hiểu được tại sao lôi cô APT này. Và hiện nay thưa quý vị, dĩ nhiên là một thượng tọa, một tiến sĩ nổi tiếng như thế này, đệ tử là đầy. Mà tại sao Thanh Việt lại lôi cô này vào? Ô, Thanh Việt không có dám. Cô này có đang lôi cô vào trong những cái chuyện thị phi để đánh bóng tên tuổi cho vị sư phụ của mình. Đó nha quý vị. Người ta không gây cô, nhưng cô gây với người ta để tạo cái tên tuổi vốn đã nổi tiếng rồi, bây giờ càng nổi tiếng hơn với những thị phi của thầy cô,
đó là thượng tọa tiến sĩ Quang. Cái điểm đặc biệt mà Thanh Việt muốn nhấn mạnh đó quý vị, cô APT thị phi không phải ở tuổi 30, thì bây giờ cho đến thời điểm hiện tại cô cũng chưa đến 30 tuổi nha quý vị, 28, 29 tuổi thôi. Và cái điểm nữa, cô có nổi tiếng thị phi là từ năm 16, 17 tuổi. Ôi chà chà, tại sao? Tại sao vậy? Đầu tiên, cô bỏ thi trung học phổ thông. Rồi cô ra cô nói rằng, ơi, học cái bằng phổ thông trung học có được cái làm gì? Bây giờ đó tôi học bổ túc văn hóa. Nhưng mà thật sự đó quý vị, cô học chưa xong lớp 9 thì cô đã bỏ. Một thời gian học bạ của cô đã tràn lan trên mạng xã hội, được báo chí là đăng tải luôn, và mọi người là té ngửa với cái trình độ học vấn của cô thật là tuyệt vời. Đâu quý vị, nhưng mà thôi, đối với Thanh Việt, chuyện cười, chuyện học của người khác, học thấp học cao nó không quan trọng. Nha quý vị, cái quan trọng là mình có nói, nha quý vị, một cách lịch sự, một người hiểu biết hay không, dù kiến thức của mình thấp, nhưng mình vẫn là người lịch sự, thì cái đó mới là cái quan trọng. Chứ đức tin, nha quý vị, dù là mình thiếu về kiến thức, nhưng mình là một con người lịch sự, thì vẫn chấp nhận được. Nhưng thưa quý vị, cô chỉ học xong, chưa hết lớp 9, bảng điểm thì thấp vô cùng kể, nhưng cô bỏ học ngang chừng và sau đó giải thích rằng tôi đi học bổ túc, ban ngày thì tôi phải đi làm kiếm tiền cho gia đình tôi. Thưa quý vị, không biết cha mẹ nào lại đày đọa con cái của mình như vậy, trong khi học vấn là một cái chuyện quan trọng. Ngay cả một diễn viên có được sự học vấn, dù là chỉ có tốt nghiệp lớp 12 thôi thưa quý vị, nó cũng đỡ hơn là chưa tốt nghiệp lớp 9, đúng không quý vị? Thì đây, cô đã bỏ thi trung học phổ thông. Thế mà thưa quý vị, giờ này không biết là cô học Phật Pháp như thế nào, nhưng quý vị, mà cô đi chê một vị thầy được rất là nhiều người mến mộ. Nhưng quý vị, rất là nhiều người mến mộ, đó là Thượng tọa Pháp Hòa. Cô chê, cô còn nói rằng không biết là cái vị này có phải là thầy hay không, và lời nói của cái vị này không xứng đáng để lắng nghe, tự vì ông ta không phải là thầy. Thế đó quý vị thế thì không biết rằng những lời nói của cô thì mọi người có đáng tin hay không, trong khi cô học không ra gì mà lại toàn dính những chuyện thị phi. Và mới bắt đầu tôn sư, tức là thượng tọa tiến sĩ Quang dạo gần đây, mà thầy của cô cũng chẳng có một cái gì gọi là đúng đắn. Nha quý vị, đó là những cái chuyện khá thú vị thì Thanh Việt muốn chia sẻ với quý vị. Khi mình chê người ta, như quý vị, thì ít ra mình cũng ở một cái vị trí cao một chút, và mình nắm được cái kiến thức, cái quyền lực để mình chê. Còn ở đây mình chê người ta, mình nhìn lại bản thân của mình, ôi chết cha, mình chê người ta sao mà dốt thế. Thì mình nhìn lại mình, ôi, mình có càng dốt hơn nữa, thế thì chết thôi nha quý vị. Rồi, đầu tiên, đây là cái chuyện mà Thanh Việt đưa ra, nhưng mà Thanh Việt cũng không hiểu rằng cô là một người trong cuộc có lỗi, nhưng mà cái người mà để đưa và chụp hình của cô cũng có lỗi không kém. Và ở những nước văn minh thì Thanh Việt nghĩ rằng có thể là đi tiêu. Tại sao quý vị, cô chụp hình nội y nha quý vị, phản cảm còn hơn cả cô chinh người mẫu kia nữa, mà khi cô chưa đến 18 tuổi. Ôi, cô Trinh kia đó quý vị, cô Trinh mà vừa đi xe mô tô mà ưỡn lên ưỡn xuống rồi cho vào ở trong trong trại một thời gian đó quý vị. Cô đó đó quý vị nhé, cô chỉ có chụp hình phản cảm nội y khi mà cô có một cái tuổi nào đó thì cô mới làm. Còn cô này đó quý vị, chụp hình nội y phản cảm khi mà còn dưới 18 tuổi. Đó quý vị, đây là một cái điều bất hợp pháp. Và cả cái người chụp, người mà sáng tác, người mà tạo lên những cái hình ảnh đó rồi sửa đổi, quý vị, cũng là người có tội, nghe, vi phạm pháp luật. Rồi sao đó quý vị, cô nói rằng, cái này đặc biệt nè quý vị, cái này đặc biệt nè, năm 17 tuổi, năm 17 tuổi thưa quý vị, cô sửa mũi và sửa ngực. Thôi mà sớm dưới trời, không lẽ cô xấu đến nỗi như vậy hay sao? Thưa quý vị, là cũng không nhất thiết là như vậy. Nhớ quý vị, cô không phải ở cái dạng thị nở đến nỗi mà phải đi sửa.
cô cũng là một diễn viên cũng nhìn được mắt ở năm 17 tuổi. Để trở thành là một người mà được mọi khán giả biết đến thông qua Người Mẹ Nhí thì không đến nỗi gì là thị nở mà phải đi sửa năm 17 tuổi. Mặc dù cô đã chối thẳng thừng và cô hứa là tặng cho 1 tỷ cho bất cứ ai mà tìm được cái điểm nào nói rằng cô dùng dao kéo để chỉnh sửa sắc đẹp dung nhan của cô. Nhưng mà chỉ vài tháng sau nữa thưa quý vị, thì cô đã thú nhận, tớ nói vậy thôi, tớ cho 1 tỷ ai, nếu mà người ta nói là tớ sửa bộ ngực, nhưng mà thật sự tớ đi sửa mũi rồi, mũi tớ bây giờ là cao chỉnh ổn, nhìn cứ không phải châu Á một chút nào, nhìn cứ như là ba mẹ tớ là từ ở một cái người ngoại quốc vậy, không có nha quý vị, đó, khổ vậy đó quý vị. Mà sửa mũi, nâng ngực, đó là chuyện rất là bình thường của các chị em phụ nữ, các quý bà, mà nhất là trong giới nghệ sĩ, thì cái chuyện đó không có cái gì mà để đáng bàn. Tuy nhiên, cô sửa năm 17 tuổi, cái đó mới là chưa dữ nha quý vị, chưa dữ đó, nó khá dữ đấy. Rồi, cái dữ mà về sửa sắc đẹp năm 17 tuổi nha quý vị, rồi chụp hình nội y phản cảm năm cũng 16, 17 tuổi, nó chưa phải là thứ dữ. Chưa phải là thứ dữ. Cô hẹn hò, hẹn hò đúng không? Với một đại gia hơn cô trên 20 tuổi. Khi mà cô mới có 18 tuổi. Nhưng mà về sau đó quý vị, khi cô nói rằng lúc đó cô 18 tuổi, cô mới cặp một người 38, 40 tuổi. Tôi nghĩ là có thể sinh ra được cô đó nha quý vị. Đó. Mà cái điểm ngặt nghèo ở đây đó quý vị, người ta phát hiện ra thì cô nói rằng, trời ơi, em còn nhỏ em đâu có biết. Người ta nói rằng người ta hơn em có vài tuổi thôi, mà em nhìn mặt thì em cũng thấy trẻ đấy. Trẻ đấy. Lớn hơn em thôi. Trẻ đấy. Nhưng mà về sau thì cộng đồng mạng phát hiện ra thì em mới biết rằng người ta hơn em đến 20 mấy tuổi. Ôi trời trời trời. Ôi trời ơi. Mà mình ở gì quý vị? Thưa quý vị, cái tuổi tác hơn nhau giữa một nam và một nữ, bây giờ đó quý vị, nó cũng là một cái câu chuyện không phải là cái gì mà phải động trời. Tuy nhiên, cái điểm mà Thanh Việt muốn chia sẻ với quý vị đó, lúc một cô gây chuyện động trời đó quý vị, là cô, theo cô nói lúc đó 18 tuổi. Nha quý vị, là quá động trời. 18 tuổi mà lại đi date, đi cặp với một vị đại gia hơn mình 20 tuổi hơn, thì ôi thôi, trường hợp cũng hiếm đó quý vị. Nhưng mà cái này còn hiếm hơn nè quý vị. Sau đó thì cô phải thú nhận, tớ xin lỗi, tớ là mới học xong lớp 9 thôi, cộng trừ nhân chia là phải dùng cái máy tính để tính, nên là tớ quên cái lúc mà tớ cặp với đại gia đó đó, thì tớ mới có 17 tuổi. Tớ mới có 17 tuổi thôi. Vị đại gia kia là hơn tớ 20 tuổi hơn. Ôi chà ơi. Như vậy là cô đi thú nhận cái điều như vậy đó quý vị. Quý vị nghĩ rằng nó ảnh hưởng cô nhiều hay nó ảnh hưởng tới cái vị đại gia kia nhiều hả quý vị? Đối với Thầy Việt thì ảnh hưởng tới vị đại gia kia khá nhiều đó quý vị ạ. Tại vì cô này dưới tuổi vị thành niên. Ôi chà ơi. Cái này là những cái câu chuyện mà thưa quý vị, nó hấp dẫn đúng không quý vị? Hấp dẫn. Nhưng mà đôi khi thì quý vị cũng hỏi là ủa tại sao? Giờ nó chưa đi đến đâu là sao vậy? Thưa quý vị, đôi khi mình cũng phải hiểu như là chị Hai nói đúng không quý vị? Đồng tiền có thể che thân, che mặt, che gì được muốn che cho quý vị nhé. Đại khái nó như vậy. Rồi. Năm 18 tuổi. Không biết là 18 hay 17 nữa quý vị. Tự vì tuổi tác của cô là thay đổi theo mùa. Nhưng quý vị theo mùa thích thì 18. Bữa nào buồn đời thì thú nhận mình 17, 16. Cô múa cột tại một cái quán bar ở Hải Phòng. Về sau này thì hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội. Thì cô nói rằng, lúc đó là tớ đang chụp hình. Tớ đang đứng chụp hình. Chụp hình thôi, không ngờ ai mà chụp rồi để lên. Không có giá trị. Thưa quý vị, người ta chụp đó quý vị. Thì thưa quý vị, đúng là cái cảnh mà cô đang múa thiệt. Nhưng mà nó không phải trong một cái hoàn cảnh mà đang chụp hình mẫu hay là quay phim
hay là làm một cái video ngắn đưa vào bài hát vào, hoàn toàn không phải. Trong một cái khu bar thực sự đang không có một sự sắp xếp đạo diễn gì cả, mà cái đó là cái tình cờ người ta chớp được cái bộ ảnh đó. Ôi trời trời trời, chết rồi quý vị. À thôi, em nó còn nhỏ, tuổi lúc đó là đang ngông cuồng, đúng không quý vị? À, tuổi nó ngông cuồng. Cô sau đó, một thời gian, cô xuất hiện rất nhiều ở thảm đỏ, trong những sự kiện của showbiz Việt Nam. Rồi thì người ta trầm trồ, báo chí khen ngợi, viết những cái bài rất là dài về những bộ quần áo thật đẹp của cô. Nhưng mà thưa quý vị, phải nói rằng cô phải rất là giận. Giận cái gì quý vị? Giận cái sự văn minh của nước ngoài. Tại sao mà sinh ra APT mà lại còn sinh ra Google để cho người ta tìm kiếm được những cái bộ quần áo mà sau này cô phải thú thật rằng quần áo đó, nhớ quý vị, cô đã ăn cắp cái kiểu mẫu không xin phép của những diễn viên nổi tiếng trên thế giới. Nhớ quý vị, à, quần áo của Thanh Việt mặc như thế nào đó thì ai đó đi ăn cắp cái mẫu không có vấn đề gì. Ủa mà cái mẫu đâu phải của Thanh Việt đâu, Thanh Việt làm gì mà có tiền mà để đặt riêng một cái kiểu mẫu rồi hoa rồi bướm rồi chim rồi bay ào ào như vậy, đúng không quý vị? Không có. Nhưng mà cô đó quý vị, cô mặc những cái áo nhìn rất là độc. À, sau đó thì người ta phát hiện ra hôm trước ở trong một cái giải Oscar hoặc còn một cái giải phát cho diễn viên nổi tiếng ở bên Trung Quốc, ở Hồng Kông, ở bên Mỹ, tôi cũng thấy kiểu áo này rồi. Trái chà chà, bây giờ nó mới lòi ra là cô đi ăn cắp kiểu mẫu. Thưa thưa quý vị ơi, nhà quý vị, đó là những kiểu mẫu độc quyền của những bộ quần áo mà các diễn viên nổi tiếng trên thế giới hoặc là tại những nước đông dân số, người ta đi dự những cái đại hội, những cái gia hội thì người ta mặc. À, và người ta có một cái người tạo mẫu riêng của người ta, và dĩ nhiên là số tiền trả ra rất là nhiều để có được những cái kiểu mẫu riêng biệt cho mình. Thế thì cô này cô đi ăn cắp ăn cắp. À, mình nói vậy nó hơi nặng đúng không quý vị? Phải nói rằng mượn nhưng không trả bản quyền. À, mượn nhưng không trả bản quyền. Đấy. Rồi sao nữa quý vị? Đã nói rồi, ở 17, 18, 19 là cái tuổi mà gọi là quậy phá. Thì cô quậy thực sự. Cô quậy không phải là cô quậy cái chuyện mà ví dụ như là có những cái vấn đề khi học ở trung học, không. Cô là trưởng thành trước tuổi. Cô trưởng thành lúc mà những người bằng tuổi cô còn đang đi lo có tiền mua bao nhiêu trái cóc, có thời gian để đá lông nheo với cái anh bạn học trò nào đó hay không, mà nhìn thấy nó rất là dễ thương. À, chẳng hạn như là Thanh Việt đây được các cô đá lông nheo chẳng hạn như vậy, đúng không quý vị? Hoặc là Thanh Việt ở cái tuổi đó đang đi lo để đá lông nheo với cái cô bạn học ngồi chung cách mấy dãy ghế chẳng hạn như vậy. À, nhưng mà cô thì không, cô không có đá lông nheo. À, cô đá nhiều cái gì thì Thanh Việt không biết, nhưng mà cô có những cái mối quan hệ rất là rắc rối và đặc biệt với những cái đại gia, mà điển hình đó là đại gia thẩm mỹ tên Thái, Chim Thái, đúng không quý vị? Quý vị có thể đi tìm hiểu. À, sau đó thì cô và ông này đã tạo rất là nhiều những scandal làm cho ông này phải gọi là lên bờ xuống ruộng, nha quý vị, lên bờ xuống ruộng điều đứng với cái cô APT này. Báo chí đã nhắc rất là nhiều đến với cái người đại gia làm thẩm mỹ tên Thái này và với cô APT. À, chúng ta rất là nhiều. Ông này phải gọi là về sau hoảng, hoảng thực sự thưa quý vị ạ. Sợ luôn. Đã nhớ quý vị. Rồi. Đó là trường hợp của cô người mẫu. À, Thái Việt vừa mới liệt kê ra cho quý vị. Quý vị có thấy cảm thấy ngao ngán chưa? À, đó là trường hợp của cô. Thế còn trường hợp của sư phụ của cô là tiến sĩ Quang thì như thế nào? Ôi chà chà. Phải gọi là thị phi cứ đeo bám lấy thầy quá lâu. Và đây Thanh Việt sực nhớ đến này đó quý vị. Thầy rất là nổi tiếng. Nổi tiếng với chuyện gì? Nổi tiếng với những cái câu chuyện nghiệp nè, nhân quả nè, quả báo nè. À, đúng không quý vị? Thì đây người ta mới nói rằng, ủa, thị phi đi theo thầy cách đây đã mười mấy năm trời. Ủa vậy là đây là những cái nghiệp mà thầy phải trả trong kiếp trước hay sao? À, cái này bắt đầu với là ôi chà chà chà, ái chà chà chà, hơi kỳ nha.
Mình đi mình cười người, mình nói chuyện, mình hù dọa người ta. À, tí nữa Thanh Việt sẽ trao đổi quý vị, không bàn luận về thầy tiến sĩ thượng tọa này nói cái chuyện mà cho đất cho nhà, chuyện mà hát karaoke rồi chuyện này chuyện nọ, không đi sâu vào cái vấn đề đó. Tại vì nếu mà đi sâu á, Thanh Việt có đưa có một câu chuyện thôi về hát karaoke thôi. Chứ còn mà nói mà kể sâu, kể dài, kể nhiều đó quý vị, thì nhiều lắm. Nhưng mà Thanh Việt sẽ tóm tắt cho quý vị biết và cái lý do tại sao cái vị thượng tọa này lại có những câu để đời mà đến nỗi mà mạng xã hội phải ngao ngán. À, cái quan trọng là mình nghe, mình hiểu, chứ không phải là mình sợ. Thì đây, thưa quý vị, thành tích nha. Cái đây vài tập, Thanh Việt có đăng một cái đơn tố giác của một số đệ tử của thầy, đệ tử nữ, là họ bị cưỡng bức, nha quý vị, bởi thầy. À, hình như là có 6 cô, có tên tuổi và bị như thế nào, đều đầy đủ hết. Đó. À, rồi sao nữa quý vị? À, rồi sau đó cách đây khoảng mười mấy năm, thầy nổi bật lên với cái việc tranh giành tài sản, một khối tài sản khá lớn tại chùa thầy trụ trì. Mà trong đó trên 50 đệ tử ruột của thầy đã ly khai thầy. À, nhớ quý vị, họ chán, họ sợ nên họ bỏ. Và không phải bỏ ra đời, nhưng mà họ bỏ để thành lập một ngôi chùa khác. Và khi mà họ ra đi thì họ nói ra, khi mà Phật tử cúng dường vào cho chùa, không phải cúng dường cho thầy, cúng dường vào cho chùa, thì trong chùa có họ, có những đệ tử và có thầy chủ trì. Nói quý vị, và khi mà những đệ tử đó không còn thuộc về ngôi chùa này nữa thì họ ra đi, họ đòi một cái phần tài sản, nhớ quý vị, mà Phật tử ba tánh đã cúng dường cho họ một cách gián tiếp. Đúng không quý vị? Và cái vụ này thì Thượng tọa Quang là không chịu được. Thượng tọa nói rằng tài sản của Phật tử cúng dường cho chùa thì cũng xem như là của thầy, vì thầy là người đứng đầu. Đúng không quý vị? Mà bây giờ có những cái đệ tử phản bội như vậy, đi thì cứ đi, tại sao lại trở về đòi của cải của thầy? Thưa quý vị, thầy xin được nhấn mạnh lại, thầy không có của cải gì cả. Ở đây không có tài sản riêng, mà là đây là tài sản của ba tánh cúng dường cho chùa, để chùa sử dụng cái tài sản đó để giúp cho quý thầy có thời gian tu tập và hướng dẫn lại cho Phật tử. Nhưng quý vị, chứ không phải Phật tử cúng dường để làm của riêng, để cho cái túi ba gan nó nặng nặng một chút, hoàn toàn không phải. Nhưng quý vị, hoàn toàn không phải. Rồi, thứ ba, vị này chưa lớn nha quý vị. Vị này tự nhận mình là có mối quan hệ ruột thịt với cha già của dân tộc. Dữ dội vậy đó quý vị. Nhưng mà sau này là vị này không dám nói nữa, tại vì đó là một cái thông tin sai sự thật một cách giả mang nha quý vị nhé. Rồi sao nữa quý vị? Vị này mà thấy ai mà phê bình là bắt đầu chụp mũ. Và cho tới thời điểm hiện nay thì cái phương pháp đó vẫn được sử dụng, và chị hai cũng đã sử dụng nha quý vị, chụp mũ bất kỳ ai mà lên tiếng phản biện. Thế thì bay là phản động rồi. Cứ thế mà ta phán thôi, thưa quý vị. Thì vị thầy này cũng vậy, thượng tọa tiến sĩ này cũng vậy, ai mà nói ngược thì ta cho là phản động. Mà ở đây Thanh Việt muốn hỏi quý vị nè, quý vị biết chữ từ phản động là gì không quý vị? Nếu giải thích cho quý vị, động có nghĩa là di động, đúng quý vị, di động, không ở một chỗ. Còn phản là gì? Phản là ngược lại, nha quý vị. Phản ánh là mình đưa lên cái ý kiến mình ngược lại đối với cái người vừa thực hiện cái hành động đó. Quý vị, vậy phản động là gì? Phản động là ngược lại của sự di động. Ngược lại của sự di động là gì? Là yên tặng, yên lặng, yên tĩnh. Ủa mà yên tĩnh thì làm sao gọi là quậy phá được, thưa quý vị? Tại việc chọc vui một chút nha quý vị. Rồi, sao nữa quý vị? Câu chuyện mà có thể là đưa thầy dính vào thị phi cũng khá là dữ dội, đó là câu chuyện phóng sinh thả cá chim trắng.
thầy đã phóng sinh một lần đó quý vị, mấy tấn cá trong một lần. Và trong cái lần mấy tấn cá đó đó quý vị, thì người ta phát hiện ra có một số lượng cá chim trắng khá lớn. Mà loại cá chim trắng này đó quý vị là phải nuôi riêng biệt. Tại vì khi mà thả cá chim trắng vào trong một cái lòng sông hoặc là biển, nó có thể tấn công những con cá yếu hơn nó và chi khả cái số lượng cá yếu hơn trong cái khu vực mà nó sinh sống. Như vậy, đây là một con cá rất là dữ, thứ dữ. Và người ta, nha quý vị, luôn luôn cấm thả một cách vô tội vạ những con cá chim trắng vào trong những cái dòng sông, những cái khu rạch, vân vân. Nha quý vị, thế mà đã có những cái câu chuyện người ta khẳng định thầy trong mấy tấn cá có thả một số lượng lớn cá chim trắng. Thế việc có thể cho rằng thầy không cố tình, những vị thầy không cố tình, nhưng mà người ta thầy mua quá nhiều, rồi Phật tử mua quá nhiều, lên tới mấy tấn lận, cá mà tốt thì không tìm thấy nữa, thì thôi cứ tính bằng số lượng cá nào cũng được, cứ giống con cá là được rồi. Nhưng quý vị, thì thưa quý vị, tại sao mà mình phải làm như vậy? Phóng sinh là một điều rất là tốt. Tuy nhiên phóng với một số lượng lớn như vậy đâu quý vị. Số lượng phóng đi khi lúc còn sống được bao nhiêu? Số lượng cá bị nghẹt, bị ngộp, nhớ quý vị, trong cái giai đoạn phóng sinh như vậy và không còn có thể khả năng sinh sống nữa thì cũng khá cao. Đúng quý vị, vì vậy phóng sinh là một điều tốt nhưng tùy. Nhớ quý vị, quá tay, cái gì quá tay quá lỗ cũng đều không tốt. Và nó tạo một cái công việc cho những kẻ khác, mình phóng sinh ở đầu sông thì em ở cuối sông lấy những con cá đấy bán lại cho anh. Đúng không quý vị? Rồi sao nữa quý vị? Ăn đại long, ăn đại long còn động đậy ngay tại chùa. Đại long là một loại dung đất đó quý vị. Trong website của chùa thầy vẫn còn quảng cáo về giá trị của đại long rất là dữ dội. Một thời gian người ở bên Trung Quốc sang mua đại long, thu thập đại long mua rất là nhiều. Thì câu chuyện mà ăn đại long lúc còn sống ngay tại chùa đã là một cái vấn đề nhức nhối được rất là nhiều người quan tâm. Thanh Việt sẽ trở lại vào cái chương trình ngày mai nha quý vị nhé. Nhưng ngày hôm nay Thanh Việt muốn thưa chị quý vị rằng câu chuyện ăn đại long này cũng rơi vào cái thời điểm mùa dịch COVID, và cái cô người mẫu diễn viên ca sĩ kia cũng dính vào, tại vì thầy hát cái gì thì trò hát theo. Và có khi thầy hát sai, trò cũng hát sai, và thế rồi là phạm thượng và nguy hiểm. Đó là như vậy đó quý vị. Mù quáng đi theo, thầy làm gì mình làm vậy, thì coi chừng. Đức Phật cũng đã dạy mình có quyền hỏi lại, nhưng quý vị, về kinh, hỏi lại những điều Phật dạy, chứ không phải là mình mù quáng, cúi đầu lắng nghe. Nhưng quý vị, Phật đã dạy như vậy luôn. Phật đã dạy như vậy luôn. Đó, rồi sao nữa? Đây là cái câu chuyện mà Thanh Việt nghĩ rằng đang là một cái chủ đề mà được nhiều người nói đến. Đó là cái chuyện hù dọa sinh hoạt hàng ngày gây ra cái nghiệp báo. Nha quý vị, rồi cái đó chỉ là cái hù đầu tiên. Thầy bây giờ hù rất là nhiều, hát karaoke này, đi du lịch nè, rồi thế nào quý vị, đi du lịch nè, rồi câu cá nè, vân vân. Thì thưa quý vị, chương trình thì cũng đã dài, thế việc phân tích đó quý vị thì nó sẽ rất là dài. Nhưng đây chỉ là những lời hù dọa, những câu nói của thầy, những cái nội dung thầy nói đó quý vị, không phải là 100% là sai. Thế việc nói không phải 100% là sai. Cái quan trọng đó quý vị là những cái lỗi lầm đó đó quý vị, những cái hành động đó trong xã hội không tốt. Tuy nhiên, thầy lấy cái không tốt đó, thầy nhân lớp 10 lần lên để thầy làm gì quý vị? Hù dọa. Hù dọa xong để làm cái gì? Không phải hù dọa chơi nha quý vị, có mục đích, chứ không phải tự nhiên thầy tốn năng lượng mà thầy hù dọa. Thầy thổi phồng cái câu chuyện lên thầy hù để làm gì? Thầy nói rằng
À, quý vị làm điều A, điều B là quý vị sẽ bị như thế này. Và hầu như thầy đánh vào những cái hoạt động, nhớ quý vị, hàng ngày trong cái nền văn hóa của người Việt. Và vậy là ai ai cũng đã làm những công việc này, chứ không phải là không. Để làm gì? Ai cũng lo sợ. Và rồi thầy mới đưa ra một cái đường để thay đổi cái sự lo sợ đó. Là thầy nói gì? Cứ cúng dường, mà đừng cúng đi đâu cho xe, cúng cho thầy, cúng cho chùa thầy. Để rồi thầy sẽ tụng kinh, nhớ quý vị, rồi thầy sẽ giải cho. Thưa quý vị, cái đó mới là cái mục đích quan trọng, nhớ quý vị. Chứ không phải là karaoke bị cái gì, câu cá bị cái gì, đi chơi bị cái gì, hoàn toàn không phải. Những cái ý của thầy nói ra là đúng, nhưng câu cái ý của thầy đã được phù phép, làm cho nó tăng lên, nhớ quý vị, và làm cho người ta sợ hãi. Đạo Phật không làm ai sợ hãi cả, nhớ quý vị, không làm ai sợ hãi. Và cái điều thầy đang làm, nó có mục đích, đó là gì? Thu tiền. Người ta sợ quá, người ta đi đút lót cho thầy bằng cách cúng dường, để cho thầy giải cái nghiệp, cái quả báo đó. Thì mọi người cứ osake, cứ cúng tiền cho thầy xong là osake, không có vấn đề gì, nhớ quý vị. Rồi, vấn đề nữa là gì quý vị? Thầy nói thầy là tiến sĩ, nhưng tiến sĩ luật. Nhớ quý vị, cho vay tiến sĩ Phật, dạ, Phật học, nhớ quý vị, không có. Thầy á, tiến sĩ luật, nghiên cứu một cái luận án đi ngược lại cái triết lý về quyền con người mà thế giới, cả thế giới công nhận. Chỉ có mỗi mình cái vị tiến sĩ quan này đó quý vị, là giơ tay lên, em xin lỗi cả thế giới nha, em thông minh hơn mọi người, em nhìn thấy cái quyền con người nó khác với quý vị nhìn. Trong một chương trình, Thanh Việt sẽ quay lại cái đề tài này, nó rất là thú vị quý vị ơi. À, bản ngã cao nó là vậy đó quý vị. Khi mà mình nghĩ rằng ai cũng không hiểu bằng mình, và bản ngã của mình lên, mà trong khi mình không hiểu gì, mà mình cứ lại nghĩ người ta không hiểu, thế mới toi chứ quý vị. Cái ngã mạn quá cao, nhớ quý vị, phỉ báng đồng môn, cùng thứ bậc với mình, cho rằng mình hiểu mới là đúng, người ta hiểu là sai, trong khi không đi nghiên cứu học cho thật kỹ vào. Nhớ quý vị, mà thời gian đi nghiên cứu đó quý vị, thì đi nghiên cứu cái gì? Những câu chuyện không thuộc về cái vai trò của một thầy, một tu sĩ Phật giáo. Thầy đi nghiên cứu về quyền con người mà thầy nghiên cứu cũng bị sai nữa, nhớ quý vị. Rồi thầy nói rằng Phật giáo không, và Phật giáo phải là một tôn giáo. Một người khác nói ngược lại thì thầy phỉ báng. Thầy cho là Thượng Tọa Pháp Hòa là người đi phá Phật giáo. Thưa quý vị, trong vài chương trình kế tiếp, Thanh Việt sẽ diễn tả về câu chuyện này, sẽ chia sẻ với quý vị những cái câu chuyện thú vị mà cái bản ngã con người quá lớn, để rồi tự vỗ ngực, cho rằng mình đúng, rồi nhìn mọi người nói là sai bét. Cái đó là cái điều cấm kỵ trong Phật giáo, mà nhất là con của Phật. Cái điểm nữa đó quý vị, thầy có trên 10 tài khoản, ngân hàng là đầy đủ. Ai mà là thành viên của ngân hàng này, câu hỏi được đặt ra vậy, ủa tại sao mà cần có 10 ngân hàng lớn, chứ dữ vậy, một ngân hàng thì tới cũng gửi tiền được mà. Thưa quý vị, thầy rất là thông minh. Bây giờ, ví dụ Thanh Việt có tài khoản của ngân hàng SCB, bây giờ thầy cũng có ngân hàng SCB thì chuyển khoản từ ngân trong một cùng một ngân hàng thì nó quá dễ, nó tiện lợi. Thầy tạo hết tất cả mọi điều tiện lợi cho Phật tử, quá là tuyệt vời rồi đúng không quý vị? Rồi quý vị, thầy tự nhận mình là nhân tài đất Việt, ghê thế đó quý vị, nhân tài đất Việt. Và sau đó thì nhà đài VTV khác đã phải gỡ bài ngay lập tức, chỉ trong vài phút họ phát hiện ra chẳng có nhân tài gì ở đây hết. Thế đó quý vị à. Cái điều mà Thanh Việt cảm thấy rất là bức xúc, đó là chỉ vì tiền. Chỉ vì tiền, lúc nào cũng nói về tiền. Và vì cái điều vì tiền đó quý vị, thầy đã hạ cái giá trị của Đạo Phật, trở thành một cái đạo hù dọa. Nhớ quý vị, mê tín. Đây là cái điều không chấp nhận được.
hù dọa và mê tín, đó là không phải là đạo Phật. Thánh Việt vừa mới trao đổi với quý vị những cái thành tích bất hảo, những cái scandal của hai thầy trò APT và tiến sĩ Thượng tọa Quang để quý vị cùng hiểu. Và những chương trình kế tiếp sau, Thánh Việt sẽ đi vào để chọn một vài đề tài để chia sẻ với quý vị ở một cái chiều sâu hơn một chút. Thánh Việt xin kết thúc quý vị một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc và bình an. I love you all.